Audi Q8 2019 đầu tiên về Việt Nam bằng máy bay. Một chiếc Audi Q8 hoàn toàn mới vừa được vận chuyển bằng máy bay về Việt Nam và sẽ được giới thiệu tới công chúng trong khuôn khổ triển lãm ô tô Việt Nam 2018 diễn ra vào cuối tháng này tại thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự như nhiều lần trước, chiếc Audi Q8 đầu tiên về Việt Nam được hãng xe Đức vận chuyển bằng máy bay nhằm đảm bảo đúng thời gian. Audi Q8 hiện là mẫu SUV cao cấp nhất của hãng xe Đức, sẽ được phát triển trên nền tảng MLB Evo tương tự như Lamborghini Urus hay Porsche Cayenne thế hệ mới. Q8 sở hữu sự tinh tế của coupe 5 cửa và thực dụng của SUV cỡ lớn. Xe có kích thước gần giống một chiếc Q7 nhưng trông dài hơn và thấp hơn khi thân xe được vuốt xuống đều về phía đuôi. Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 4.990mm dài, 2.000mm chiều rộng, rộng hơn, ngắn hơn và thấp hơn Q7. Chiều dài cơ sở gần 3.000mm, nhờ đó mà không gian cabin sẽ thoải mái hơn các đối thủ. Các biến thể của Q8 đều được trang bị hàng loạt công nghệ và tính năng hiện đại, sang trọng bậc nhất hiện nay. Diện mạo và tổng thể của Audi Q8 rất bắt mắt, nổi bật với lưới tản nhiệt khung đỡ cỡ lớn, cụm đèn pha LED tiêu chuẩn, tùy chọn đèn pha HD Magic LED, la răng 22 inch, đèn hậu dạng LED thiết kế trải đều từ trái qua phải tương tự A8 hay A7 mới. Càn sau thể thao và được sơn màu đen khác biệt, bên trong khoang cabin của Audi Q8 ngập tràn công nghệ với nhiều màn hình cảm ứng MMI 10,1 inch phía trên và 8,6 inch phía trước, cùng màn hình thực tế ảo 12,3 inch hiển thị thông tin trên kính lái. Tùy chọn tông màu, hệ thống âm thanh tiên tiến Bang & Olufsen, tùy chọn ghế ngồi massage, điều hòa 4 vùng. Nhiều khả năng chiếc Audi Q8 này được trang bị động cơ 3.0 lít V6, sản sinh công suất tối đa 282 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp Tiptronic. Thông tin chi tiết về Audi Q8 tại Việt Nam sẽ sớm được hé lộ. Các bạn đừng quên đăng ký, bấm chuông để liên tục cập nhật những video mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam trên kênh YouTube của Auto Daily. Nếu thấy video hay, các bạn nhớ like hoặc share video này. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!